bác ngắm về chế độ hoạt động của cái mui trần này các bác nhá. Các bác nhìn xem, mui đang đi xuống đây rồi, đang hạ xuống đây rồi. Và khi hạ xuống thì chiếc xe nhìn, các bác nhìn xem đẹp chưa? Nhìn như kiểu là những chiếc xe đắt giá vậy đúng không ạ? Đấy nhá. Đấy, rất là êm ái và rất là khỏe khoắn và rất là trơn tru luôn đúng không ạ? Đấy, chiếc xe hai cửa và thiết kế có 4 ghế ngồi nhá. Vì hiện tại thì các bác thấy này. Đấy, bên em đang hạ mui ra rồi thì nó sẽ thể hiện ra cho toàn thể các bác xem nó là như này các bác nhá. Đấy. Rồi, ok. Tí em sẽ nâng nó lên để cho toàn thể các bác xem về chế độ nâng lên sau. Bây giờ hiện tại thì em để nguyên như thế này nhá. Tí em nâng lên cho các bác mình ngắm sau vậy. Đấy, bây giờ các bác nhìn cho em ở cái khu vực phía bên ngoài đi. Vâng, đây là mẫu xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Pháp các bác nhá. Từ Pháp luôn. Vâng. Và động cơ của chiếc xe này máy chỉ 1.6 thôi, cho nên là nhiên liệu của xe cũng rất là phải chăng và rất là phù hợp luôn. Bác nào mà chạy đường dài đấy ạ, cực kỳ sang luôn. Nhiều bác có bảo là những mẫu xe sang đấy ạ, những mẫu xe sang thường thường là nó sẽ tốn nhiên liệu đúng không ạ? Thế mà con này của em nó lại không tốn nhiên liệu các bác nhá. Và các bác nhìn xem này, đối với cái phần nước sơn xi bên ngoài rất là sáng bóng và chiếc xe tổng thành của xe vẫn còn khá là mới các bác nhá. Và chiếc xe này thì bên em để cho các bác mình rẻ như kiểu là những chiếc xe Kia Morning số sàn thôi. Đấy. Bây giờ nhà mình mà đi mua Kia Morning số sàn các bác biết là bao nhiêu tiền rồi đúng không ạ? Vì là đấy là một trong những chiếc xe nó rất là thông dụng đúng không ạ? Đấy, thế mà bây giờ các bác bỏ ra số tiền như vậy mà các bác đã có thể mình sở hữu một chiếc xe mui trần đẳng cấp như này. Chiếc này mà các bác mua về đi phượt này, đi chơi hoặc là đi tán gái hoặc là kể cả như các bác mình làm xe hoa đám cưới quá là ok luôn. Đây hiện tại là có đứa em gái nha em nhá. Đứa em gái chưa chồng. Vâng, hiện tại đang cầm cái số điện thoại là 0335838389 ạ. Đấy, chính đứa em này nhá, chính đứa em này đang cầm cái số điện thoại đấy. Còn lại thì bên em đang có 3 số điện thoại là số 0938586307 nữa và 0389000555 nữa các bác nhá. Các bác liên hệ cho bên em theo 3 số đó nữa để mình chốt, mình mặc cả rồi mình bớt, mình thương lượng đối với tất cả những mẫu xe bên em và cụ thể chiếc xe này. Rồi giờ thì em quay vào bên trong nội thất để cho các bác xem về chiếc xe này bên em đây. Đây các bác nhìn xem. Đấy, đây các bác nhìn nhá. 4 ghế ngồi nhá. Đấy, hai cửa nhưng mà 4 ghế ngồi. Hiện tại thì cái này để rèm làm rèm che nắng này, em sẽ bỏ lên đây đi. Đây em để ra chỗ khác đi. Vâng. Em sẽ đặt vào sau. Khi các bác mình mua em tặng cho các bác mình cái che nắng ấy nhá. Đấy và đây là nội thất bên trong thì các bác thấy này. Với thiết kế là cần số tự động. Rồi tạm thời thì em cứ đứng ở ngoài một chút đi. Đứng ngoài một chút tí nữa anh bảo vào để cho anh cái mui lên xuống. Vâng. Bạn gái rất xinh đúng không ạ? 2K2 chưa người yêu, chưa chồng luôn các bác nhá. Vâng. Và em xe này cũng vậy. Cũng chưa người yêu đây. Bác nào mà yêu thích, bác nào muốn cưới chiếc xe này làm vợ, chiếc xe này làm về vợ hai đi thì các bác mình alo bên em nhá. Liên hệ bên em để sở hữu chiếc xe này với mức tiền hợp lý nhất. Đấy. Khách cưới là rất là rẻ luôn đấy các bác ạ. Vâng, và đây là nội thất bên trong của chiếc xe. Nội thất ghế da là màu đỏ các bác nhá. Hiện tại thì cái ghế này đang ngả ra. Đấy, đang ngả ra đây. Các bác mình có thể là mình điều chỉnh. Mình điều chỉnh lên xuống ngả nghiêng các kiểu đối với cái ghế này. Và đây là hộp số của chiếc xe các bác nhá. Đây là hộp số đây. Hộp số cần số tự động rích rắc đây. Đấy, và đây là cái công tắc để cho mình bấm mui lên xuống nhá. Đây, chính là công tắc này. Đấy, và đây là cái vị trí là kính chỉnh điện. Đây, hai kính chỉnh điện đây. Đấy. Hai cánh thì tương ứng với lại hai kính, hai công tắc đây các bác nhá. Và đây là cái vị trí công tắc để cho mình điều chỉnh gương. Còn đây là ổ khóa này. Còn đây là cái đầu đài giải trí nguyên bản theo xe. Còn chiếc xe này đấy ạ, các bác thấy là cũng đã được lên một cái màn hình Android loại to loại lớn rồi đây này các bác này. Đấy, vào được cả YouTube luôn và các bác thấy thì cũng bắt được cả Wi-Fi đúng không ạ? Hệ thống điều hòa đây nhá. Đấy, điều hòa nóng lạnh của xe là vẫn còn đầy đủ. Mọi chức năng của chiếc xe đang hoạt động bình thường đầy đủ luôn. Đăng kiểm của xe vẫn còn. Và con xe này của em nó là một chủ từ đầu sử dụng, chưa qua chủ thứ hai các bác nhá. Xe vẫn còn rất là chất luôn. Máy số hiện tại thì đang hiện tại rất là ngon các bác nhá. Và em đang lổ máy đấy ạ. Các bác nhìn đây, các bác nhìn cho em cái vòng tua máy này. Đấy, chỉ có dưới 1.000 km thôi. 1.000 thôi nhá. Đấy, 1.000 vòng tua chứ mình 1.000 km em nói nhầm. Vâng. Vòng tua 1.000 các bác nhá. Đầu đài giải trí âm thanh nghe rất là hay. Đây các bác thấy này. Vâng. Đấy, gạt mưa đây, cần gạt mưa đây. Còn đây là còi nhá. Đấy, vâng. Và vô lăng của xe là vô lăng 3 chấu. Tôi khiên toàn nằm ở giữa. Còn các bác nhìn xem vô lăng của xe do sử dụng ít cho nên là vô lăng của xe vẫn còn rất là đẹp luôn. Tôi khiên toàn đây này các bác này. Đấy, logo của chiếc xe đây. Chiếc này đến từ thương hiệu của Pháp mang tên là Peugeot các bác nhá. Vâng.
Còn đây là cái bọc vô lăng. Cái bọc vô lăng này thì các bác mình nếu mà thấy cái bọc vô lăng này nó kém rồi thì mình bỏ ra nhá, mình bỏ ra. Cái chỗ này hơi sứt tí này. Đấy. Cái bọc vô lăng này các bác mua tầm khoảng 200.000 thôi. Là mình bọc bất cứ màu mình thích. Bất cứ cái màu gì mình thích luôn. Và bên đây cũng có trang bị là một túi khí an toàn nữa đây các bác này. Đấy, còn đây là một cái cốp đồ các bác nhá. Tôn vỏ khung sườn chiếc xe rất là dày dặn, rất là cứng cáp chắc chắn luôn. Một cái mẫu xe mà lúc mới của nó lên đến cả là vài tỷ đồng. Và bây giờ đây thì các bác thấy không ạ? Giá quá rẻ luôn cho một con xe mui trần đẳng cấp như thế này, đúng không ạ? Đấy, máy lổ rất êm. Nếu mà đây, hiện tại em đang lổ máy, các bác mà không lắng tai thì thậm chí là không nghe thấy tiếng máy luôn. Người ta gọi là máy lổ thì thầm chó thở đấy ạ. Số điện thoại bên em nhá, bên em có đổi xe. Các bác có morning mang lên em đổi ngang cho. Hoặc là kể cả như là các bác mình có morning số tự động lên em đổi các. Em một các thêm tiền cho các bác luôn. Đấy, vâng. Hoặc là Vios cũng được. Em các thêm tiền cho các bác mình luôn nhá. Đợt này thì bên em về rất là nhiều xe. Trong đó có chiếc xe này thì video này đấy ạ. Em chỉ làm riêng về cái chiếc xe mui trần này thôi nhá. Các bác chú ý đón xem trong vòng tầm khoảng hơn chục phút đồng hồ để mình thấy được chiếc xe này của bên em nó như nào các bác nhá. Và đây các bác nhìn này. Lốp này, lốp vừa mua xong nhá. Đấy, lốp này vừa mua xong là dàn lốp Michelin luôn. Đấy các bác thấy không ạ? Đấy, lốp vừa mua xong mới đi được có 100 km thôi, tầm khoảng 100 km thôi nhá các bác nhá. Đấy, lốp này vừa lăn bánh được tầm khoảng 100 km thôi. Còn rất là mới luôn. Na răng đúc dạng phay, nhiều lan, có phanh đĩa, có phanh ABS 4 bánh. Con này của em thì nói chung là đời của nó cũng ở mức độ vừa phải thôi, nó không được cao cho lắm nhưng mà cũng không phải là thấp các bác nhá. Và đây là phần đầu chiếc xe thì các bác thấy này. Đây logo đây. Đây logo đây các bác nhá. Và đây đèn đây. Đèn pha xịn các bác nhá. Pha xịn theo xe và cái phần mí này đấy ạ. Cũng đã được thiết kế thêm đèn nét rồi. Đấy, bác nào cũng thích thì mình nhấc ra rất đơn giản nhá. Đèn pha các bác nhìn xem rất là trong, sơn xi bóng mượt và chỗ này có cái mũi thở này. Đấy, đăng kiểm tháng 6 năm 2023 và kính của xe được bọc rắn toàn bộ xung quanh rồi. Đấy, đèn gầm của xe cũng đẹp luôn. Tôn vỏ chắc chắn, sơn xi đẹp. Về những cái lỗi tai nạn đâm đụng ngập nước và về vấn đề pháp lý an ninh thì các bác mình yên tâm nhá, chuẩn chỉ cho mình yên tâm luôn. Xe đảm bảo cho các bác mình tuyệt đối luôn các bác nhá. Không bàn và không chê được về xe, chỉ bàn về giá thôi. Đối với chiếc xe này thì các bác mình cứ alo gọi điện hoặc là nhắn tin cũng như là comment như là nói chung là các bác mình liên hệ cho bên em bằng bất cứ phương pháp nào các bác nhá. Đấy, vâng. Đấy các bác nhìn xem, rất mới luôn. Nhiên liệu của xe thì ít lắm, chỉ tầm khoảng là loanh quanh trên dưới 6 lít. Trên dưới 6 lít trên 100 km thôi các bác nhá. Một chiếc xe mà nó là đẳng cấp, sự đẳng cấp luôn, đúng không ạ? Đây nha các bác nhá, các bác nhìn này. Đấy, lốp rất dày này, la răng đúc đẹp này. Phanh đĩa 4 bánh các bác nhá, phanh ABS. Và đây cho là xi nhan báo rẽ trên gương, còn đây là gương này. Đấy, có cả gương cầu nữa rồi. Tem thì cũng đã được dán rồi, bác nào không thích cái tem này thì mình bóc đi. Bóc đi rất đơn giản thôi. Còn đây tay mở cửa này, này khóa đây. Về nội thất bên trong của chiếc xe này, riêng đồ nhựa của xe thì còn rất là tươi mới các bác nhá. Nó rất là tươi mới luôn đây, các bác nhìn luôn này. Đấy. Xe sang mà cho nên là người ta thiết kế đồ nhựa, đồ da của nó rất là xịn. Cho nên là qua thời gian 5 tháng đến bây giờ nhưng mà vẫn còn khá mới, còn rất mới các bác nhá. Chỗ này bọc bằng da màu đỏ này. Và cái đèn này nhá, đây. Đèn này xanh đỏ, tím vàng, đổi màu theo điệu nhạc nữa luôn. Đấy, và tự đổi nữa các bác nhá. Vâng, đây tay nắm này, loa âm thanh đây. Chỗ này đựng đồ, đựng nước này. Các bác nhìn xem đồ nhựa nó mới chưa. Đây, chỗ này đựng đồ nữa này. Đấy, những cái phần vách cửa nhá. Đấy, các bác nhìn xem những bản nề nó dày như này các bác. Bản nề dày chưa, đúng không ạ? Đấy. Chỗ này có ốp lốc, có chữ Peugeot rồi. Và đây, phần sàn của xe thì cũng đã được lót thảm trải sàn 5D. Và đây, cái phần lòng trong cánh cửa đây, các bác nhìn xem, móc khóa của xe rất đẹp, rất sáng này. Đấy, tem nguyên này, gioăng cửa đẹp này. Và các bác nếu mình muốn gập ghế đấy, cầm đây. Đấy, mình gập ghế lại để mình bước về cái khu vực phía sau này nhá. Và hiện tại thì em đang cao 1m trên 1m7 cho nên là ghế em đang để thụt lại. Chứ còn nếu mà bác nào mà tầm khoảng 1m6 mấy đấy thì mình đưa lên. Mình đưa lên tầm khoảng 1 gang nữa thì cái phần khu vực phía sau này nó sẽ rộng hơn rất là nhiều các bác nhá. Còn đây thắt dây an toàn đấy các bác này. Đấy, cái này là dùng để làm đấy, thắt dây an toàn cho mình. Và đèn đấy ạ, đèn thì được thiết kế xung quanh xe rồi đây các bác này. Đấy, xung quanh xe luôn. Và đồ nhựa đây các bác nhìn này, đồ nhựa, đồ da nó rất là đẹp, rất là mới luôn này. Đấy, bộ ghế da đây. Bộ ghế này ngồi rất là ôm người luôn các bác nhá. Đây các bác nhìn này, mình ngồi nó sẽ lọt ở bên trong này. Đấy, nó ngồi rất ôm người luôn. Đấy, ghế da loại xịn. Bác nào mà mình không thích ghế này mình về mình bọc ghế da khác cũng được nhá, rất đơn giản thôi. À mà thôi em tắt máy đi, tắt máy cho nó đỡ xăng các bác nhá. Đấy, xăng thì đã em chưa đổ là gần hết rồi.
Em chưa đổ cho gần hết xăng nên em sẽ tắt đi đã. Rồi. Đây. Cái này là để cho các bác mình đựng để đồ này. Đấy. Đựng nước hay đựng cái gì cũng được các bác nhá. Đấy, em vừa em bóc ra như vậy. Đây, một tay. Vâng, em đặt đây đã. Em sẽ gắn vào sau các bác nhá. Vâng. Đấy, đây là cái điện thoại, chỗ này đựng đồ nước thoải mái cho mình luôn. Và ghế này cũng vậy nhá. Ghế này được trang bị, ghế nó cũng rất là ôm người nhá. Và cái phần gối đầu đấy ạ, các bạn nhìn xem này, nó có cái lỗ thoáng này. Khi mình ngủ đấy, khi mình ngủ thì mình nó sẽ không bị mỏi cổ các bạn nhá. Đấy, ghế này nó thiết kế kiểu như vậy, ngồi sẽ không bị mỏi cổ. Và mui trần có thiết kế thêm cái này, nhìn rất khỏe xe đúng không các bác. Đấy, nhìn rất là chất luôn. Và đồ nhựa đây các bác nhìn xem này, mới chưa? Rất mới luôn, đúng không ạ? Rất mới luôn. Ở chỗ này cũng có một cái kính nhá. Đấy, và cánh của xe đây các bác nhìn thấy là cái kính của nó là kính viền không có xương. Đấy. Khi nó khi bác mình muốn cho nó lên ấy, thì nó sẽ lên cao tầm này, nó lên cao bằng cái này luôn này. Để tí em sẽ lên cho các bác mình xem cái mùi của nó nhá. Đấy, và ở đây các bác thấy là có cái che chắn nắng đây. Đấy, có gương này. Đấy, đây là đèn trần này, gương chống chói này. Đấy, và đây em quay các bác xem khu vực này đi. Chỗ này chỉnh đèn sáng tối đây. Còn đây là cái mình đút chìa khóa đây để mình vặn chốt xe các bác nhá. Đấy, các bác nhìn này. Phần đắp lô nó mới chưa? Tí em sẽ nói đời sau các bác nhá. Còn cái vô lăng này ấy, cái bọc vô lăng này các bác mình bỏ đi cho em, vứt đi, mua cái ốp vô lăng khác các bác nhá, để cho nó mới hơn. Vâng. Và đây các bác nhìn xem, em quay lại cho các bác xem cái phần này đi. Vô lăng nó rất đẹp luôn, bởi vì là cầm nắm sò và ít mà, cho nên nó rất đẹp nha các bác nhá. Và mặt đồng hồ đây. Mặt đồng hồ đây. Và đây là phần táp lô đây. Ok chứ các bác. Đây là bàn đạp ga, còn kia là bàn đạp phanh nhá. Đấy, em đóng cửa lại nhá. Đóng cửa lại. Đấy. Cửa đóng rất là êm, rất là nhẹ nhàng luôn. Đó. Chiếc xe này thì nó sẽ không to cao, dài rộng như một số những mẫu xe khác đâu. Nó rất là gọn gàng. Rất là gọn gàng luôn. Đây các bác nhìn này. Em rất thích cái những chiếc xe mà nó là mui trần. Còn các bác mình sao nhỉ? Có thích không ạ? Đây, đây là phần phía sau nhá. Peugeot 206 các bác nhá. Đây của nó là 206, còn thì hãng của nó là hãng Peugeot. Đây các bác nhìn xem này. Ở đây đấy ạ, ở phía sau này các bác thấy là có camera lùi này và có lipo này. Có lipo, có camera lùi đồng hoàng. Đấy, đèn này thì các bác mình về có thể độ đèn nét nhá. Đấy, độ đèn nét cho em cho nó chất, nhìn cho chất hơn. Đấy. Nó chất hơn rất là nhiều khi mình độ vào cái đèn là màu đen hoặc là màu gì đó, đúng không ạ? Hoặc là mình dán màu đen đi thì nó sẽ chất hơn nhiều. Và có cả chế độ để cho mình kéo nhau này các bác này. Đấy, vâng. Đây là lắp bình xăng các bác nhá. Lắp bình xăng là mình phải dùng khóa nhá. Đấy, mình dùng khóa mình mở. Đấy, chỗ này có một cái tay lắm. Ở trong đây vẫn có một cái cốp để cho các bác đựng đồ nữa nhá. Đây này. Trong cái trong đây này, trong có cốp luôn. Đấy. Ngoài ở trong cốp này đấy ạ, thì vừa đựng cái mui và vừa mình đựng được đồ luôn. Tất nhiên là khi mình cho mui vào thì cái khoang đựng đồ nó sẽ ít đi. Còn nếu bác nào mà mình đựng đồ nhiều thì mình nâng mui lên, đựng đồ rất là nhiều các bác nhá. Những cái vị trí này đấy ạ, cũng đã được gắn một số những cái vị trí lúm cao su để khi đóng cửa nó sẽ êm hơn. Vâng. Và sơn xi đồng trong đây các bác nhìn xem này, rất sáng đẹp, rất là mới luôn. Bốn tắp đi cánh cửa nó còn đây các bác nhìn xem. Rất mới luôn này. Ok chứ các bác. Các bác xem kỹ vào, cần xem thêm hình ảnh, cần xem thêm cái gì bảo bên em để bên em gửi hình ảnh, gửi video cho các bác mình qua Zalo các bác nhá. Gửi qua Zalo cho các bác xem luôn. Đấy, loa đây, cái màng loa này các bác nhìn này. Này cũng chưa bị ố kém này. Đây. Mới chưa? Đúng không ạ? Thực sự là một chiếc xe phải nói là chất lượng không thể bàn rồi. Từ về hình thức, máy móc cực chất các bác nhá. Gầm bệ chắc, mọi chức năng hoạt động bình thường. Đây, móc khóa đây. Gioăng cửa, gioăng khung đây, không rách gì cả. Và ghế này cũng vậy, khi muốn bước về phía sau thì các bác mình có thể làm cho em một số cái động tác để mình bước về phía sau nhá. Đấy, là có thể đây cái ghế này mình có thể kéo lên trên được này. Đấy, kéo ghế lên. Cũng giống như bên kia thôi. Để quay các bác xem cái đồ nhựa này. Cái kính này nhá, kính này lên xuống này.
Bình thường mui trần thì sợ là mui lỗi đúng không ạ? Nhưng con này của em mui cực chuẩn luôn các bác nhá. Điều hòa nóng lạnh, xe đầy đủ. Như em cũng đã nói là mua về sẵn đổ xăng chạy luôn, không cần phải làm gì nữa. Quá tuyệt vời luôn. Số tiền các bác bỏ ra nó là quá ít để mình có thể sở hữu một chiếc xe mui trần này. Về các bác mình có thể cải tiến cái phần táp nô này, nhìn cho nó, nhìn cho đẹp hơn và nhìn cho nó đời cao hơn. Mình có thể cải tiến nhá. Cải tiến và mình độ nội thất bên trong nó không ảnh hưởng nhá. Khổ độ bên ngoài thì khó đăng kiểm, nhưng còn mình độ nội thất bên trong không vấn đề gì đâu, không ảnh hưởng gì cả các bác nhá. Bên ngoài thì chỉ sợ các bác mình thay đổi kết cấu thôi. Vâng, khi đóng cửa lại thì nó sẽ như thế này. Đây, nó sẽ thể hiện cho các bác mình như thế này nhá. Một cái dòng xe đến từ thương hiệu của Pháp đúng không ạ? Peugeot bây giờ các bác biết là bây giờ người ta đi rất là nhiều. Cái dòng xe mà đã khẳng định trên thị trường trong một thời gian dài vừa qua rồi đúng không ạ? Đấy. Dòng này nó sẽ lành hơn BMW, như là dòng lành hơn cả mẹt các bác nhá. Lành hơn đấy ạ, lành hơn và dễ sửa chữa, dễ thay thế đồ hơn. Và nó không kén thợ như cái dòng xe BMW mẹt với lại một số những dòng xe khác đâu. Kém đâu các bác nhá, sửa rất dễ. Rồi tí em sẽ quay cả máy nữa cho các bác xem. Đấy, một lát nữa em sẽ quay cả máy nữa nhá. Em ơi vào bây giờ vào lưng cái mui đi. Vào lưng mui đi cho mọi người xem đi. Đây em đứng từ vị trí này. Đấy. Bật chìa khóa lỗ máy nên là lưng lưng mui lên cho mọi người xem, cho tất cả mọi người cùng đón xem về chế độ hoạt động chiếc mui này nó ok như nào. Đấy, ấn xuống nhá. Ấn xuống. Đấy, công tắc ấn mà. Đấy thôi, các bác nhìn này. Đấy nha, mui nó đang bắt đầu nó di chuyển đây này. Đấy, vâng. Đang lên đấy ạ. Đấy các bác nhìn xem, hay chưa? Rất trơn tru luôn đúng không ạ? Và mui này là mui cứng nhá, chứ không phải mui mềm đâu. Chứ mui mềm thì không nói gì, mui mềm nó rẻ. Loại mui cứng này nó bền mà nó giá trị hơn, đắt tiền hơn. Đấy. Rất trơn tru luôn đúng không các bác nhỉ? Đấy, rất trơn tru luôn. Đấy, hiện tại thì em đang cho lên rồi. Và bây giờ các bác mình chỉ việc kéo kính thôi. Nhưng mà thôi, kéo kính sau đi. Kéo kính thì đơn giản rồi, quan trọng là cái mui thôi. Kéo kính lên, kéo kính xuống thì rất đơn giản luôn rồi. Hay em kéo cả kính lên đi cho mọi người biết đi. Kéo kính đây. Đấy, kéo kính đây. Công tắc kính đây này. Đấy, đấy, đấy. Hai công tắc kính đây này, đây. Đây hai công tắc này. Cầm kéo lên. Bấm vào đây là được. Bấm vào kéo lên thôi. Nâng lên. Đây. Cầm kéo lên này. Đấy kéo lên. À bây giờ đang hiện tại là cho từng cái này một. Ok. À mà thôi, để tí anh đỡ phải lên xuống đi. Em chưa biết cách. Thôi rồi, tí anh ấy cho. Để bây giờ chị em phụ nữ đôi khi là một số chức năng là bán hàng thì rất là giỏi thế, nhưng mà kéo kính mới lại làm một số cái gì đó thì em thấy là hơi chậm, mà đôi khi là nắm bắt là hơi, nói chung là cũng hơi chậm, hơi kém cái khoản đúng không ạ? Vâng.